Xin chào các quý vị khách hàng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi livestream của thẩm mỹ viện Nagami ngày hôm nay của chúng tôi. Và trên tay tôi đang cầm hiện nay là hình ảnh trước khi phẫu thuật của một vị khách hàng ngày hôm nay của chúng tôi. Và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy rõ được là tình trạng keo tuyến của vị khách hàng này là hoàn toàn hai tuyến này hầu như là không có và mất hoàn toàn khe ngực ở giữa. Chúng ta có thể nhìn được hình ảnh góc nghiêng. Tuyến của chị hình hầu như là không còn nữa. Vâng, thì sau khi đến với thẩm mỹ viện Nagami của chúng tôi thì đã được các bác sĩ thẩm mỹ viện Nagami tư vấn cho chị đặt dòng túi Eco với size là 300 và độ nhô là trung bình. Và sau một tiếng rưỡi thì chúng tôi đã có thành quả. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Để thấy được sự khác biệt thì tôi sẽ để hình ảnh trực diện, chụp ở từ phía trước cho quý vị và các bạn theo dõi và so sánh. Tình trạng keo tuyến đã được giải quyết hoàn toàn và tạo độ khe cho chị rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng, chúng ta có thể nhìn được từ góc nghiêng so sánh. Để nhận được các chương trình ưu đãi cũng như là biết thêm các thông tin về các dòng túi của Nagami thì quý vị khách hàng có thể liên hệ qua hotline cũng như là các fanpage của thẩm mỹ viện để được nhận sự tư vấn trực tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.